làm việc 24/7. Có những lúc không thể nhớ được tên mày hay là tên nó. Có những thứ khiến cho tao lại câu có cảm giác như hạt cát chống chọi với biển cả, luyên thuyên như là diễn giả về những thứ mơ hồ và thật viển vông. Suy nghĩ ở trong đầu chẳng khác gì huyễn mộng Sài Gòn ngày xưa là Hòn Ngọc Viễn Đông. 4:30 mình lại tan ca chạy một mạch từ Đồng Nai về tới Sài Gòn. Ngắm nhìn phố xá cùng với đàn bà, bia rượu chỉ mới uống được vài lon. Về tới nhà thì bị đập cho vài đòn bởi vì mùi cồn vẫn còn vương cái cổ áo. Thích ngồi cà kê với mấy tay bằng xăm mình, nhưng mà đính chính không ai là hổ báo khi tao nào cũng kiếm tiền nuôi vợ và hai con. Nếu mà mày vô lo thì lâu và hẻm và đập cho vài đòn. Đây là Sài Gòn, hết đường này rồi tới đường nọ. Có những thứ thật đơn giản mà tụi nó lại tưởng khó, quẹt xe rồi chỉ trỏ thì phần thắng xin phép được nhường họ sống ở trên đời. Ma túy là thứ tao thường bỏ. Mấy thằng bạn thì thường lo về tiền bạc rồi lấy vật chất. Tao có đầy phiền nhưng chiếc quân đi là bậc nhất và là thật nhất. Là nơi đâu mà không ai nhìn thấu. Là nơi đâu mà không ai nhìn thấu. Làm việc 24/7. Có những lúc không thể nhớ được tên mày hay là tên nó. Có những thứ khiến cho tao lại câu có cảm giác như hạt cát trong chọi với biển cả, luyên thuyên như là diễn giả về những thứ mơ hồ và thật viển vông. Suy nghĩ ở trong đầu cho khác như huyễn mộng Sài Gòn ngày xưa là Hòn Ngọc Viễn Đông. Tôi bị dồn lại như là khối bê tông, giống tiêu thân được tồn tại chứ ánh đèn nghe ông bay về miền đất hứa. Không có muộn phiền chỉ có tiền chất chứa. Phật, mà giờ tao ở đây khô khốc trong phòng thu. Trái tim cô độc nó có cần phải phòng thủ. Trái thích thì mở cửa, có những lốp tao ước mình không còn thở nữa. Nó sẽ biết là ai xuống thằng nào khổ. Sự dây thần trên nóc nhà từng gắn chặt vào cổ. Nhắm mắt xuôi tay là đời này viên mãn. Đừng nói vì địa ngục khi sống ở thiên đàng. Chắc chắn là thù dù nó gọi mày anh bạn. Tìm lấy một nơi cho tâm hồn được thanh thản. Khi những cơn ác mộng là thứ muốn đang chi lùng tao. Cầm ghét tụi nó như là bị trùng lao. Khi mà giết người không cần phải dùng dao. Đó là nỗi sợ hãi và ta trở lại. Không cần phải dùng dao. Đó chính xác là nỗi sợ hãi. Ê, chúng nó quay trở lại. Đó là cái point. Làm sao cô biết người ta tốt? Những người xấu nhất, ác nhất khi thân với mình, cái bản tính nó không lộ ra.